Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắp tới tan ca thì cô bước đến phòng Hoàng Phúc. Cô gõ cửa rồi mở cửa ra, thấy Linh Nghi ở trong phòng. Thấy hai người bàn việc nên cô nói Hai người đang làm việc à? Vậy thôi em về trước nhé." Hoàng Phúc đứng dậy gọi lại. "Diệp Chi, em vào đây chờ anh chút xíu, anh bàn với Linh Nghi tí rồi chúng ta cùng về." "Anh bàn việc cơ mà. Anh sắp xong rồi." "Dạ." Cô bước vào đi tới ghế ngồi, nhìn hai người cắm cúi làm, Linh Nghi thì cứ áp sát mặt vào Hoàng Phúc, làm cô ngồi không yên. Cô cầm cái hộp bên cạnh giả vờ cầm rơi xuống đất. Hoàng Phúc nhìn lên hỏi: sao đó em dạ em lỡ tay thôi ạ à. ừ linh nghi ngước nhìn nói nóng ruột à diệp chi sắp xong rồi đây dạ hai người cứ bàn đi ạ à. em chờ được mà vậy diệp chi không đón gôn giúp anh phúc đi chắc việc này cũng hơi lâu đấy diệp chi nghe thấy thì có chút khó chịu muốn cô đi để ở gần hoàng phúc hay sao cô trả lời cũng còn sớm lát nữa anh hoàng phúc xong việc đưa em đi đón luôn ạ à. Hoàng Phúc nhìn đồng hồ sắp đón gôn. Anh gấp máy tính lại. Linh Nghi em về đi. Giờ anh đi đón gôn. Để tối anh về làm tiếp. Cảm ơn em. Thì anh kêu Diệp Chi đón gôn giúp cho. Không được con anh thì anh phải đi đón chứ. Mà thôi anh đi nha. Em về sau nhé. Linh Nghi cứ tưởng Hoàng Phúc sẽ ở lại. Vì mấy việc đang bàn mai phải gửi gấp cho Tổng Giám Đốc. Nhưng Hoàng Phúc đã nói vậy. Nên cô ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Thấy Linh Nghi ra ngoài thì cô nói Em làm cùng anh nha Em ngồi bên cạnh anh nha Chuyện gì vậy Diệp Chi Em làm bẩm gì đấy Diệp Chi xị mặt ra Ngồi gì ngồi sát giạt anh thích lắm chứ gì Em là đang ghen đấy à Vậy anh hôn em cho em không ghen nữa nha Em không thèm Vậy đi đón gôn thôi ạ à? Ừ Hoàng Phúc sắp xếp giấy tờ qua một bên Rồi đặt laptop vào túi Đứng lên rồi cùng Diệp Chi bước ra nhưng vừa tới cửa anh kéo Diệp Chi lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Diệp Chi bị bất ngờ nên tròn xoay mắt nhìn anh. Sau hồi cô vội đẩy Hoàng Phúc ra. Anh làm gì vậy? Đang ở công ty mà. Trong phòng có ai thấy đâu. Cả ngày làm việc nhớ em quá. Diệp Chi cười rồi kéo anh đi ra ngoài. Nhìn mọi người cũng về hết rồi. Cô cũng bước xuống sảnh chờ Hoàng Phúc lái xe ra. Rồi cùng nhau tới đón gôn. Tới trường đón gôn thì thấy gôn ngồi khóc. Cô với Hoàng Phúc hốt hoảng đi tới. Gôn, làm sao con khóc? Cô giáo bước tới. Gôn mới chạy nhảy bị té nên khóc đó. Em dỗ nãy giờ mà gôn vẫn không nín. Cảm ơn cô giáo. Hoàng Phúc cầm tay gôn ra xe. Chạy cho giữ vào, để rồi té rồi khóc với gôn. Đàn ông con trai dù té đau cỡ nào cũng phải mạnh mẽ đứng lên không khóc nhè nha gôn. Gôn nghe bà nói vậy thì nín khóc xong nói Tại bạn Nhi rượt con Nên con mới té chứ Con té mà cái mông nó đau Với ê ơi là ê nè ba Ba thử té như con xem đau cỡ nào Con trai đau thế có gì đâu Thôi nín đi Giờ về nhà nhé Dạ Diệp Chi nãy giờ nghe hai ba con nói Giờ mới lên tiếng Giờ về nhà cô nấu cơm cho gôn ăn nhé Sao không chạy nhảy như thế Để bị té đau biết không dạ vậy cô về nhà con nha ừ cô nấu món con thích ăn được không dạ con thèm món ăn cô nấu lắm hoàng phúc đưa diệp chi về tới chung cư thấy bảo linh bước vào cùng bảo linh giả vờ hỏi chi cũng tới chơi à ở gần nhà nhau mà anh phúc không chịu gặp ai nhỉ anh phúc bận bên cạnh tôi nên không thể gặp ai đâu mà lúc trưa sao lại đánh nhau thế bảo linh cứ nghĩ diệp chi không biết việc của cô ta nhưng giờ hỏi thế thì biết diệp chi biết chuyện rồi cô ta giả vờ nói có chút hiểu nhầm nên mới thế không sao đâu cửa thang máy mở ra bảo linh đi thật nhanh hoàng phúc nghe vậy hỏi lúc chưa có chuyện gì sao mà anh không biết vậy chuyện bản thiết kế gì đó em thấy đánh nhau giám đốc xuống luôn mà anh ở đây cẩn thận cô ta mò qua em thấy cô ta cũng thích anh đấy anh biết để em biết được cô ta qua nhà anh mồi trài thì anh biết tay em đấy Anh biết rồi em cứ yên tâm đi Thôi vào nhà đi Để em nấu cơm giúp cho Ừ Bước vào phòng Hoàng Phúc đưa gôn vào nhà tắm Cô bước xuống bếp mở tủ lạnh Lấy một ít đồ ra ngoài Cô bắt nồi cơm xong quay qua làm đồ Rồi bắt đầu nấu Chợt nhớ ra cô quên chưa gọi cho mẹ Nói cô đến nhà Hoàng Phúc Cô liền lấy điện thoại gọi Mẹ à Mẹ ăn cơm trước đi con này ở bên nhà hoàng phúc tí con về nha mẹ ừ mẹ cô không nói nhiều rồi tắt máy cô bỏ điện thoại sang một bên rồi bắt đầu nấu thức ăn lát sau thấy hoàng phúc cùng gôn đi ra cô gọi tắm nhanh thế chờ em một lát sắp xong rồi có cần anh phụ gì không không ạ à, em xong rồi mà hoàng phúc đến xếp chén bát ra để trên bàn thì nghe tiếng chuông bên ngoài hoàng phúc nghe vậy thì bước ra anh cứ nghĩ là bảo linh cô ta hay mặt dày mò qua nhà nhưng không bao giờ anh mở cửa nhưng giờ nghe tiếng chuông không giống như kiểu cô ta bấm anh đi tới nhìn qua mắt mèo thì thấy người đang đứng trước cửa là linh nghi anh có chút ngạc nhiên không biết cô ấy đến đây làm gì nữa anh mở cửa ra linh nghi có chuyện gì hay sao mà đến đây vậy sao không gọi điện thoại anh không mời em vào sao em vào đi linh nghi tháo guốc rồi bước vào Thấy Diệp Chi ở dưới bếp đang nấu ăn Mới chỉ là người yêu Mà nhìn hai người giống như vợ chồng Làm cô ta càng thêm phần ghen ghét đố kỵ hơn Cô ta nghĩ cách làm thế nào Để hai người này xa nhau càng sớm càng tốt Cô ta giả vờ đi xuống dưới bếp Đi tới bên Diệp Chi Wow Diệp Chi giỏi quá nhỉ Làm việc cũng giỏi mà lại biết cả nấu ăn luôn Nhìn món ăn em nấu hấp dẫn quá Sao em nấu giỏi vậy Bữa nào rảnh em dạy chị vài món được không diệp chi đang nấu nghe giọng nói quen cô liền quay lại thấy linh nghi thì cô hơi nhíu mày tại sao chị ta lại đến đây nếu cô không ở đây thì chị ta cũng hay đến đây hay sao cô giả vờ hỏi em có giỏi gì đâu chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi à không biết nấu các món cầu kỳ nên nếu chị muốn học thì chị đến nơi họ chuyên dạy nấu ăn ấy sẽ được dạy nhiều hơn học em chị ạ à? à mà chị cũng thường xuyên đến đây bàn công việc ạ à? như em là người yêu không nói chứ mà chị hay đến đây vào giờ này sẽ khiến người ta hiểu lầm và có suy nghĩ không tốt về anh Hoàng Phúc mà em thì lại không muốn người yêu em bị mang tiếng xấu đâu chị ạ à. em không thích đâu chị nếu là chị mà thấy người yêu mình bị nói xấu thì chắc chị cũng không thích đâu nhỉ Linh Nghi nghe thế thì cười đều chị thì có gì đâu mà sợ hiểu lầm với nhà này là của anh Phúc em với anh Phúc chỉ là người yêu chưa làm vợ chồng mà em cấm cản nói vậy là không được rồi chị tới đây bàn công việc với đồng nghiệp không thể đến nhà hay sao à dạ đúng là cây ngay thì không sợ chết đứng chị ạ bàn công việc thì cũng có giờ có giấc chứ chị đâu phải chị cứ muốn đến giờ nào là đến đâu chị với nếu có đến thì mình phải báo trước xem họ có đồng ý hay không hãy đến không tự ý đến nhà người khác là làm phiền họ và vô duyên lắm chị ạ nếu là em thì em không cư xử như thế đâu mình phải biết phép lịch sự tối thiểu nhất là khi họ có người yêu rồi thì nên giữ khoảng cách chị ạ à. như chị đã nói và khẳng định em và anh phúc là người yêu thì sau giờ làm việc cũng cần có không gian riêng ở nhà còn anh phúc hay nhà em thì do bọn em lựa chọn vì vậy chị muốn bàn công việc thì hãy đến công ty ở nhà anh phúc em nghĩ là không tiện đâu chị chị thích anh phúc nhưng anh phúc không thích chị anh phúc yêu em cơ mà nếu yêu chị thì anh ta đã yêu từ lâu rồi chứ không phải để chị chạy theo như thế này đâu mà chị này Chị đừng nghĩ mọi hành động của chị làm khó em ở công ty là em không biết. Em biết cả đấy. Nhưng em không muốn nói thôi ạ. À. Chị đừng nghĩ em hiền dễ ăn hiếp. Em chỉ hiền với người hiền với em thôi. Chứ con người mà có ý đồ xấu với em thì em không để yên đâu. Em nghĩ oan cho chị rồi. Chị nào dám làm khó em để anh Hoàng phúc trách chị. Chị không ăn hiếp gì em hết. Em đừng có mà đổ oan nhé. Cô cười mỉa mai nói. Ôi! là em đổ oan cho chị cơ đấy. Chị quên rồi sao? Vậy để em nhắc lại cho chị nhớ nhé. Tài liệu lúc chị nghỉ đã đưa em làm trước khi chị về Sài Gòn đó. Em đã làm theo ý chị, nhưng mà khi đưa lên giám đốc để báo cáo, chị đã sửa lại để hòng đổ lỗi cho em. Mà may sao hôm đó em cũng có việc lên phòng giám đốc nên tình cờ biết được và cũng may em có gửi mail cho chị bản em làm nên có bằng chứng để đưa cho giám đốc chứ không chị đã thành công trong việc đổ lỗi sai cho em rồi. Linh Nhi nghe vậy thì đổi giọng. Thì ra là cô biết rồi, thế tôi không khách sao nữa. Đúng tôi làm đấy, nhưng tôi đã xóa tài liệu ở máy cô rồi. Cô làm gì được tôi? Rồi có bằng chứng gì không? Cô nói Hoàng Phúc có tin cô hay không? Cô chỉ là nhân viên quen mới gặp, tại sao lại dụ dỗ Hoàng Phúc hả? Chỉ một mình tôi mới hợp với Hoàng Phúc, còn cô chỉ là do gôn thích cô thôi để rồi xem tôi sẽ làm cho hoàng phúc với gôn thấy bộ mặt giả tạo của cô cô vừa muốn hoàng phúc vừa muốn bảo nam hay sao cô nghe thế thì tức giận nói chị đừng có mà ăn nói kiểu như thế em là nhân viên thì sao còn chị không là nhân viên như em chắc chị với em cũng chỉ là nhân viên ngang hàng với nhau chỉ khác là chị đi làm trước có kinh nghiệm hơn em nhưng không có nghĩa là chị giỏi hơn em nếu thực sự chị giỏi hơn em thì những giấy tờ chị làm trước đây chị đã không làm sai. Chị đưa tài liệu cho em làm mục đích là để đổ sai cho em. Nhưng lại không ngờ qua tay em nó lại hoàn chỉnh. Nhờ đó chị mới không bị khiển trách và cho thôi việc đấy. Nhiều lần anh Phúc phàn nàn nhưng em nói giúp chị. Để giờ sao chị nghĩ chị giỏi và tranh công là của chị. Mà sao chị không diễn nữa đi? Giờ chị lột mặt nạ ra rồi sao? Còn về Bảo Nam, em biết anh ta thích em nhưng em đã từ chối và tạo khoảng cách với anh ta chứ không như chị không yêu mà cứ bám giết khuôn mặt linh nghi đỏ ửng lên vì tức mà nói cô dám chưa kịp nói xong thì hoàng phúc dẫn gôn đi tới hỏi có chuyện gì thế linh nghi em khó chịu à sao mặt em đỏ thế cô ta không muốn nói vì nói sao hoàng phúc chắc gì tin cô ta nên cô ta giả vờ nói chắc ở trong bếp nóng nên mặt em thế chứ không có gì đâu vậy à thế có chuyện gì em nói đi cô ta mở rào sách ra đưa sấp tài liệu. Cô ta muốn đến đây với cớ đưa tài liệu để gặp Hoàng Phúc và ở lại. Nhưng cô ta không nghĩ Diệp Chi cũng ở đây. Nên làm cô ta tức mà phải đưa cho Hoàng Phúc. Em có tài liệu cần trong dự án sắp tới. Lúc ở công ty em quên đưa nên giờ đưa luôn. Vậy à, cảm ơn em. Nhưng sau không cần đến nhà đưa anh đâu. Đến công ty rồi đưa cũng được. Dạ thôi, em về nha. Ừ, linh nghi bước đi hậm hực cứ nghĩ hoàng phúc sẽ kêu cô ở lại ăn cơm nhưng không hề gọi mình lại cô ta bước ra ngoài thấy bảo linh đang đứng trước cô ta đi tới bên bảo linh em làm gì đứng đây bảo linh thấy linh nghi từ trong nhà hoàng phúc đi ra thì hỏi chị mới đến nhà anh hoàng phúc à nãy em thấy mỗi diệp chi thôi mà chị mới tới có việc vậy à nhìn hai người đó hạnh phúc chị nhỉ ước gì em cũng có người yêu như anh hoàng phúc linh nghi nãy giờ tức giận nhưng gặp bảo linh nên cố kiểm chế lại nhưng nghe bảo linh nói vậy thì càng tức hơn đột nhiên cô ta nhớ vụ thiết kế thì giả vờ hỏi bảo linh em vẽ thiết kế sao rồi xong chưa không ngày mai giám đốc lại nói chị nghe trong ngày mai một trong hai người sẽ nghỉ việc có cần chị giúp gì không em cũng làm xong rồi ạ à. vậy hả thôi chào em nha chị về đây Linh Nghi đến đây mấy lần nhưng không thấy Bảo Linh. Giờ gặp ở đây thì khá bất ngờ. Không ngờ Bảo Linh cũng ở đây mà lại còn ở bên cạnh phòng Hoàng Phúc nữa. Nên lần này cô nhất quyết phải cho Bảo Linh rời khỏi công ty nội trong ngày mai. Cô ta mỉm cười rồi rời đi. Thấy Linh Nghi đi, cô trong lòng buồn bực giận dỗi. Nhưng vẫn dọn thức ăn ra mà không nói lời nào với Hoàng Phúc. Cô chỉ lo mỗi gôn để mình anh tự gắp ăn. Hoàng Phúc thấy thái độ Diệp Chi thì anh ngầm hiểu ra vấn đề. Nên anh nói. Hôm nay có em ở đây, anh mới mở cửa cho Linh Nghi. Chứ mọi bữa anh có ở nhà đâu, em biết mà. Em không tin hỏi Gôn đi. Gôn hiểu ý nên nói. Cô Chi ơi, ba con nói đúng đó. Cô nghi tới nhưng ba không gặp. Ba chở con đi ra ngoài bàn công việc với đến nhà cô mà. Thực ra cô rất tin Hoàng Phúc nhưng nhớ những lời nói lúc nãy của linh nghi làm cô thấy khó chịu cô trả lời em có nói không tin anh đâu chỉ là em hơi khó chịu trong người tí em mệt sao có cần mua thuốc gì không không cần mua thuốc đâu anh ạ à. chắc nay công việc nhiều nên em hơi mệt tí thôi thôi anh với gôn ăn đi ạ à. ừ có sao nói anh biết nhé dạ nói xong cô cùng hoàng phúc ăn cơm ăn xong hoàng phúc không cho diệp chi dọn dẹp một mình anh làm hết vì thấy diệp chi mệt diệp chi đưa gôn lên phòng dạy học cho gôn một lát thì thấy hoàng phúc bước vào hoàng phúc đi tới em chuẩn bị đi anh đưa em về ngủ sớm nhé dạ gôn đứng dậy dọn dẹp sách vở qua một bên rồi cùng ba hoàng phúc đưa cô diệp chi trở về nhà đến nhà diệp chi bước ra khỏi xe vẫy tạm biệt hai ba con hoàng phúc rồi trở vào nhà cô đi lên phòng lấy quần áo đi tắm sau một ngày mệt mỏi, tắm xong cô lên giường nằm. Cô suy nghĩ đến những lời Linh Nghi nói, lần này cô phải mạnh mẽ giữ lấy tình yêu của đời mình, vì một lần yếu đuối mà cô đã thất bại trong tình yêu khi nhận lời yêu Hoàng Phúc, cô cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới chấp nhận, nên cô quyết tâm không vì người khác mà lung lay tình cảm của mình. Cô gạt suy nghĩ qua một bên rồi nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau, cô đi làm như thường ngày đang làm thì thấy Bảo Nam đứng dậy đi thật nhanh xuống dưới. Cô nghĩ lại em gái anh ta có chuyện gì không biết. Bản tính tò mò trỗi dậy thì chị Bình bên cạnh đập vào vai. "Diệp Chi, đi với chị xuống đó coi không? Hôm nay Như Quỳnh với Bảo Linh sẽ nghỉ việc, đi theo chị xem đi." Cô cười rồi bước đi, để Hoàng Phúc biết cô hóng chuyện, chắc chắn bị mắng cho mà xem, nhưng cô muốn xem vụ ở dưới ra sao. Cô đi theo chị Bình thì thấy tiếng la hét bên trong mà tiếng đó của Bảo Linh. Thực sự em vẽ xong rồi mà, nhưng bây giờ lại không thấy, rõ ràng em mang tới công ty. Giám đốc tức giận nói, cô muốn xem bằng chứng tôi đã cho cô xem rồi đấy thôi. Bàn làm việc của cô không ai đụng tới thì làm sao mất. Cô đã không trung thực thì mai trở đi cô đừng tới công ty. Cho dù cô là em của Bảo Nam tôi cũng có thể cho cô nghỉ việc. Bây giờ dọn đồ rời khỏi công ty đi. Bảo Linh thấy giám đốc không tin mình thì quay sang khóc lóc với anh trai. "Hồi tối em đã vẽ xong mà, sáng em cầm tới không hiểu sao lại mất bản vẽ, anh tin em đi, chuyên ngành của em không lẽ em không vẽ được." Đến nước này anh không thể nói gì, "Giờ quay về phòng lấy đồ về nhà đi, ba anh đang chờ ở nhà đấy." Thấy anh trai không bảo vệ mình, Bảo Linh tức tối nhìn về phía Như Quỳnh mà muốn cào nát mặt cô ta. Bảo Linh bước vào thật nhanh, vơ hết đồ rồi rời đi. Cô với chị Bình thấy vậy nhanh chóng đi lên phòng, thì vừa lúc Hoàng Phúc bước ra. Hai người vừa đi đâu về mà đi nhanh quá vậy? Cô thấy Hoàng Phúc hỏi thì vội nói. Em với chị Bình đi vệ sinh đấy mà. Thôi, bọn em làm việc đây. Nói xong cô cùng chị Bình thở phào rồi đến bên bà làm việc. Linh Nghi từ trong phòng làm việc bước ra mà mỉm cười. Một người đã ra đi Lúc sáng cô ta may gặp Bảo Linh trong nhà vệ sinh, cô ta có chút sơ hở nên Linh Nghi đã lấy bảng thiết kế và bò nát bỏ vào nhà vệ sinh. Bởi vậy Bảo Nghi mới không có để đưa cho giám đốc. Bây giờ chỉ còn Diệp Chi cô ta phải làm sao để Diệp Chi rời khỏi công ty và hoàng phúc đây. Cả ngày hôm đó nhìn Bảo Nam trông rất buồn nhưng cô không thể qua hỏi chuyện. Vì Hoàng Phúc không thích cô nói chuyện với Bảo Nam nhưng cùng làm chung một phòng thì cô không thể im lặng mà không hỏi thăm được cô định đến giờ nghỉ trưa nếu gặp ở căng tin thì cô hỏi cũng được nghĩ vậy cô lại bắt đầu làm việc của mình mới đó đã đến giờ nghỉ trưa cô đang định đứng lên thì điện thoại cô reo lên cô cầm lấy thì thấy số của hoàng phúc không biết anh gọi cho cô có chuyện gì cô liền bắt máy em nghe đây ạ em đi xuống căng tin chưa nếu chưa chờ anh đưa em đi đón em gái anh rồi đi ăn cơm luôn nhé em gái anh lên đây sao em tưởng vài hôm nữa anh chờ em tí nhé ừ anh sắp xong rồi đây lát sau cô chờ hoàng phúc bước ra ngoài cô đang định đi tới thì thấy linh nghi từ trong phòng bước ra cô gật đầu chào rồi đi tới chỗ hoàng phúc đang định rời đi thì linh nghi gọi ở công ty mà hai người trông tình cảm quá nhỉ hoàng phúc quay lại hỏi có chuyện gì sao linh nghi bọn anh đi chung thì có sao không em nhỉ mà nói chuyện sau nhé anh có việc phải đi luôn đây việc gì mà hai người không đi ăn cơm mà lại gấp gáp đi đâu thế ạ à? kiều anh từ quê vô nên anh ra đón rồi đi ăn luôn vậy hả lâu rồi em chưa gặp kiều anh cho em đi cùng được không ạ em đi ăn đi anh với diệp chi đi được rồi em không đi được sao dù gì em với kiều anh cũng từng biết nhau rồi mà em muốn gặp thì để lúc khác thôi anh đi đây không Kiều anh đến lại đợi thấy Hoàng Phúc từ chối làm cô ta khó chịu ra mặt chỉ có đi cùng thôi mà cũng từ chối cô ta vội nói từ lúc anh có diệp chi thì không còn coi em là bạn luôn hả Hoàng Phúc Hoàng Phúc ngay vậy thì không nói gì mà cầm lấy tay diệp chi bước đi ra thang máy Linh Nhi đứng nhìn mà tức muốn hét lên nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghĩ Kiều anh lên đây thì cô ta có đồng minh vì trước cô ta cũng gặp và nói chuyện với kiều anh hai người cũng hợp nhau nên chắc có lẽ phải nhờ kiều anh em gái hoàng phúc mới được cô ta biết cô em gái này không phải dạng vừa khi xưa cô em gái hoàng phúc cũng ăn chơi xa đọa nên mới về quê như vậy cô ta cũng dễ để lấy lòng rồi từ từ cô ta sẽ cho diệp chi biết mùi vị khi giành lấy hoàng phúc của cô ta hoàng phúc đưa diệp chi tới bến xe đang đi trên đường thì điện thoại Hoàng Phúc reo lên, bên kia có giọng nói: Anh tới chưa? Em đang đứng ngoài bến xe đây, trời nóng gần chết, anh mau tới nhanh đi. Sắp tới rồi đây. Hoàng Phúc tắt máy rồi anh lái xe đi tới bến xe thì thấy Kiều Anh đang đứng ở cổng, mặt mày khó chịu, anh dừng xe lại. Hoàng Phúc mở cửa xe bước ra đi tới cầm lấy vali rồi nói: Lên xe đi kiều anh không nói không rằng bước đến bên ghế phụ mở cửa ra diệp chi thấy vậy thì lên tiếng chào em kiều anh mặt lầm lì trả lời chị là ai diệp chi định lên tiếng thì phía sau hoàng phúc lên tiếng trả lời người yêu của anh chị ấy không nói được sao mà anh phải trả lời vậy diệp chi nghe vậy thì cười chị là bạn gái của anh hoàng phúc rất vui được gặp em vậy à chị xuống kia ngồi đi tôi không ngồi ở dưới được vừa say xe. Cô nghe cách ăn nói thì biết cô gái này không phải hiền. Nhưng em gái của Hoàng Phúc nên cô định bước ra nhường thì Hoàng Phúc vừa đến bên ghế lái cầm tay lại. Em cứ ngồi yên đó. Còn Kiều Anh, giờ em có lên xe hay không? Em muốn ngồi trên, em đã nói em say xe rồi mà. Nếu muốn ngồi trên thì bắt xe mà đi, anh không có chiều em như ở nhà ba mẹ đâu nhé. Cô nghe thấy tình hình căng thẳng, cô không muốn vì chỗ ngồi mà hai anh em bất hòa, cầm lấy tay Hoàng Phúc. "Thôi anh, em ngồi sau cũng được. Em gái anh đi đường xa cũng mệt rồi, chỉ vì chỗ ngồi mà cãi nhau không nên, mình đi thôi." Cô nói xong bước ra ngoài, chưa kịp nói thì Kiều Anh đã nhanh chóng ngồi vào đóng cửa thật mạnh, làm cô giật mình. Cô lắc đầu rồi mở cửa phía sau ngồi vào, nhìn lên Hoàng Phúc đang cau có mặt mày. Xe rời đi thì Hoàng Phúc ghé quán ăn bước xuống xe, Kiều Anh lên tiếng. "Lâu ngày em gái lên, anh chỉ dẫn đến chỗ này thôi sao?" Nhìn chán muốn chết, không biết thức ăn ngon không nữa. "Vậy giờ có vào ăn hay không? Anh còn đi làm nữa, anh không có thời gian rảnh đâu mà chờ em đi để chọn quán em ưng ý." Kiều Anh nghe thế thì hậm hực đi thẳng vào quán ăn. Hoàng Phúc thấy thế thở dài rồi đi bên cạnh Diệp Chi. "Em thông cảm nhé, nó còn nhỏ lại được ba mẹ chiều." nên tính cách hơi khác một tí diệp chi mỉm cười không sao đâu ạ à, chắc đi xe mệt nên em ấy mới thế thôi chúng ta vào ăn đi còn về công ty nữa ạ à? ừ kiều anh có nói gì khó nghe em bỏ qua cho nó nhé dạ em không sao mà có anh ở đây thì lo gì hoàng phúc cười rồi véo má diệp chi trông cô thật dễ thương kiều anh đến bên nhìn thấy anh trai mình tình cảm với người yêu thì kiều anh bĩu môi hai người ở nơi công cộng mà làm như ở nhà vậy mà anh hai mẹ kêu khi nào đưa gôn về kìa tuần sau anh đưa về còn chuyện anh với bạn gái thì đã sao chứ em chưa yêu bao giờ sao hả lo gọi món ăn đi không biết yêu lâu dài hay là vài bữa lại bỏ hoàng phúc nghe vậy thì tức giận kiểu anh em ăn nói sức dược vừa thôi lớn rồi chứ không phải con nít mà ăn nói kiểu thế em muốn anh ở vậy thôi sao đừng nói những câu như vậy anh không thích Kiều Anh không trả lời anh trai mình mà mặt cứ rửng rưng gọi nhân viên đi tới. Nhân viên tới thì Kiều Anh gọi nhiều món thì Hoàng Phúc lên tiếng nữa. Em gọi như thế, ăn hết không hả Kiều Anh? Bộ anh sợ em tiêu hết tiền của anh sao? Lâu lâu em gái lên ăn có bữa trưa không được à? Vậy thôi em không ăn nữa được chưa? Kiều Anh, anh đã nói ở đây không phải như ở nhà. Em muốn làm gì thì làm là không được. Anh là anh trai em nên anh nói gì em cũng phải nghe còn không bây giờ ra bắt xe anh đưa em về đừng trách anh không nói trước kiều anh nghe thế thì quay sang nhìn cô gái được cho là người yêu của anh trai mình nói trông chị nhỏ tuổi nhỉ chị làm cách gì để anh tôi coi tôi thua người ngoài luôn vậy chỉ một bữa ăn thôi mà anh tôi làm khó tôi hay là chị nói gì với anh trai tôi trước trước đây tôi làm gì ăn gì hay gọi gì anh tôi không nói gì với tôi hết vậy mà bây giờ thì Kiều Anh em có thôi đi không? Đừng có mở miệng ra là đổ cho người này người kia mà không xem lại bản thân mình. Cô nãy giờ chứng kiến khi Kiều Anh nói chuyện nhưng cô đã im lặng, chưa có nói gì đâu mà bây giờ là lỗi của cô. Cô lên tiếng nói Dạ, em nhỏ tuổi hơn chị nên chị cứ gọi em là em ạ. À. Với em với anh Phúc cũng chỉ là người yêu chưa là vợ chồng thì chưa cần xưng chị theo vai vế. Nhưng mà chị ạ à, em nhớ từ lúc gặp chị tới bây giờ em chưa có nói chuyện với chị một lời nào quá đáng cả tại sao chị lại nói là do em nên anh phúc mới nói thế chị là đang nói với ý gì đấy ạ à? với em thiết nghĩ anh phúc lớn tuổi có suy nghĩ và chính kiến của anh chứ sao lại vì em nói mà anh làm đâu chị nếu chị không thích những lời em sắp nói thì cho em xin lỗi nhưng em nói chị điều này thái độ của chị như thế thì làm sao anh phúc không nói cho được em không phải ngoan hiền nhưng cũng không phải là không biết điều do chị cứ mở miệng ra là do em nên em mới nói thức ăn chị gọi nhiều chị ăn không hết bỏ thì phí nên anh Phúc nói chứ gì đâu chị khó chịu mà chị không thích em ở đây thì chị với anh Phúc ăn đi ạ em về công ty ăn cũng được Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói vậy thì trả lời em không cần phải đi đâu hết em ngồi xuống ăn đi Kiều Anh nghe cô gái này trả lời cô ta cũng thấy hơi bất ngờ không nghĩ Diệp Chi lại trả lời với cô ta như vậy làm cô ta có hơi tức tối Nhân viên đem thức ăn ra, Hoàng Phúc không nói gì nữa. Chỉ gắp thức ăn cho Diệp Chi. Còn Kiều Anh một mình ăn không còn nói như lúc đầu. Cô từ lúc Kiều Anh nói cũng hơi khó chịu vì từ nãy giờ. Nhưng thấy Hoàng Phúc cứ quan tâm mình thì cô đã vào chân ra hiệu chăm sóc cho Kiều Anh nữa. Cô không muốn vì thế mà Kiều Anh lại càng không thích mình. Nhưng nhìn mặt Kiều Anh Kiều cũng khó chịu không thích cô ra mặt thì cô đã hiểu, dù cô nói hay không nói thì cũng vậy, nên cô cũng mặc kệ. Cô cũng nghe Hoàng Phúc nói Kiều Anh lên đây chơi một tuần rồi về, không biết trong thời gian cô có yên ổn với cô em gái này không. Ăn xong Hoàng Phúc đưa Kiều Anh về chung cư, rồi anh đưa Diệp Chi quay lại công ty. Trên đường về công ty, anh kể về Kiều Anh và những chuyện xảy ra với Kiều Anh cho cô nghe. Đúng y như cô nghĩ. Cô gái này không hiền lành nên cô cũng hơi có chút hoang mang, lo lắng. Kiều Anh ngay lần gặp mặt đầu tiên đã không thích cô, nếu sau này cô cùng Hoàng Phúc lấy nhau thì gặp cô em chồng như thế này cô cũng oải. Nhưng nghĩ lại nếu cô với Hoàng Phúc nên duyên vợ chồng, chắc gì cô sống chung với Kiều Anh, nên cô gạt đi những suy nghĩ lo lắng ấy. Vừa tới công ty thì đúng giờ làm việc, cô đi theo Hoàng Phúc bước vào thì thấy Bảo Nam đang từ trong thang máy bước ra trông vẻ mặt mệt mỏi hơn lúc sáng cô định hỏi nhưng hoàng phúc đang đi bên cạnh nên thôi hoàng phúc vào phòng của anh còn cô tới bàn làm việc thì chị bình đi tới diệp chi sướng nhỉ được trưởng phòng đưa ra ngoài ăn trưởng phòng thương em quá ta nhưng mà linh nghi chị thấy cô ta dạo này im im em coi chừng đấy dạ em biết rồi ạ ừ mà em nghe gì chưa bảo nam vì em gái mà bị điều đi chỗ khác làm rồi thật hả chị hèn chi nãy em gặp bảo nam ở dưới nhìn anh ta buồn bã đang nói thì nghe tiếng gọi đằng sau diệp chi cô nghe tiếng gọi quay lại thì thấy là bảo nam cô cứ tưởng anh ta rời khỏi công ty rồi cô đứng lên đi về phía bảo nam dạ anh gọi em ạ à? mà em mới nghe nói anh sắp chuyển đi nơi khác ạ à? ừ anh mới nhận quyết định mai anh chuyển đi rồi. Dạ vậy anh gọi em có chuyện gì không ạ? À? Đến bàn kia anh nói chuyện này tí. Dạ. Lại bàn mà Bảo Nam ngồi. Cô ngồi xuống ngước nhìn Bảo Nam rồi hỏi. Anh có chuyện muốn nói với em à? Bảo Nam cầm túi sách đưa ra mấy thứ liên quan đến tài liệu dự án sắp tới đặt lên bàn. Anh chuyển công tác nên anh bàn giao lại những tài liệu này cho em để em làm tốt hơn. Bây giờ em cũng quen việc với lại giờ em cũng là người yêu trưởng phòng. Thì cũng mấy giới tờ này cũng không giúp gì nhiều. Nhưng anh cũng đưa cho em tham khảo. Mà em cũng biết. Lâu nay anh cũng tạo khoảng cách với em. Sợ trưởng phòng lại hiểu lầm. Nhưng mà có chuyện này anh khuyên em. Dạ chuyện gì vậy ạ? À? Em làm ở đây nhớ cẩn thận. Trong phòng người nham hiểm nhất là Linh Nghi. Nhiều lần anh thấy cô ta nói chuyện với Hoàng Phúc rất là tình tứ. Cô ta ngoài mặt giả vờ ngây ngô vậy thôi chứ không phải dạng vừa đâu. Sẽ hại em lúc nào không biết đấy. Dạ, em cảm ơn anh nhé, em biết rồi ạ. Thôi, em vào làm việc đây, chúc anh đến nơi mọi việc suôn sẻ nhé. Trong lúc nói chuyện, cô thấy Linh Nghi ở phía xa giơ điện thoại lên, như kiểu đang chụp hình cô và Bảo Nam, chắc là chụp để gửi cho Hoàng Phúc để cho anh hiểu lầm cô đây mà thế cô nhìn về hướng mình thì cô ta đi tới đang làm việc mà hai người lại rủ nhau ra đây tâm sự nhỉ mà bảo nam tôi nghe cậu chuyển đi nơi khác rồi mà sao lại ngồi đây nói chuyện tình tứ thế diệp chi đứng lên đi về phía linh nghi mà trả lời chị linh nghi con mắt nào của chị thấy chúng tôi tình tứ vậy mà quên chị chưa có người yêu nên không hiểu tình tứ là gì nên nói rằng nói bậy thật đấy chúng tôi nói chuyện với nhau mà chị lại gọi tình tứ thì tôi đến lại chị luôn chị ăn có thể ăn bậy chứ nói bậy là không được đâu chị ạ à. chị đến đây thì nhìn nghe cho rõ nhé trên tay tôi là tài liệu bảo nam đưa chứ chẳng phải là khơi khơi tình tứ gì như chị nói chị cứ nghĩ ai cũng giống như chị thấy đàn ông là cứ sát sát vào à cô cô mỉa mai cười ôi chết chị gọi em là cô em tổn thọ không dám nhận đâu chị nghĩ em hiền để chị muốn làm gì thì làm sao có thì nói có còn không thì nói không chứ đừng ăn không nói có nha chị mà chị đừng có dùng ba cái trò cũ dình dích là chụp hình gửi để phá hoại đi sau á chị muốn chụp thì cứ đứng gần mà chụp không cần phải đứng xa thế chụp chi cho mất công phải chỉnh mà hình chị vừa chụp á chị chị tự xóa giúp em đi chứ gửi cho anh hoàng phúc rồi mất công nặng máy anh em lại phải xóa giúp chị ạ vì anh phúc tin em nói hơn là những gì chị làm đấy linh nghi nghe diệp chi nói vậy thì tức đỏ mặt định nói thì thấy hoàng phúc đi tới cô ta định nói thì diệp chi đã lên tiếng trước cô ta anh ra đây có phải vì cái hình chị linh nghi vừa gửi không ạ à? hoàng phúc định nói nhưng diệp chi nói trước nên anh nhìn về phía linh nghi diệp chi thấy vậy nói tiếp em với anh bảo nam đang trao đổi công việc anh bảo nam chuyển công tác nên đưa mấy giấy tờ cho em thôi trên tay em đang cầm đây anh xem đi với đây là công ty thì chỉ nói chuyện công việc chứ không phải là ở ngoài để nói chuyện trên trời giữa đất anh ạ. Hoàng Phúc nghe vậy thì nhíu mày nhìn về phía Linh Nghi. Anh đi tới nói. Linh Nghi, từ khi nào em lại đi soi mói đồng nghiệp rồi chụp ảnh gửi như vậy? Em nghĩ bọn anh trẻ con vậy hay sao? Em xin lỗi, em thấy hai người ở đây nói chuyện riêng với nhau. Cứ tưởng hai người này có gì với nhau nên mới lén lút vậy. Em là sợ anh bị họ dắt mũi nên em mới làm vậy em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà sai mói chuyện của người khác là tốt à linh nghi lần này anh chỉ nhắc nhở đừng để có lần sau nữa đấy thôi vào làm việc đi linh nghi tức giận đi vào trong phòng làm việc của cô ta thấy linh nghi đi rồi bảo nam đi tới trưởng phòng đúng như lời diệp chi nói tôi chỉ đưa mấy giấy tờ cho diệp chi rồi tôi đi chứ bọn tôi không có gì hết còn anh tin hay không tùy anh tôi nói tôi không tin sao khi nào cậu đi tôi bàn sao công việc xong sẽ đi cũng chỉ trong hôm nay thôi tôi đi đây chúc hai người hạnh phúc nhé anh hãy đối xử tốt với diệp chi nếu không sau này tôi sẽ sẽ sao dành cô ấy hay sao cậu nằm mơ à bảo nam mỉm cười chắc có thể nằm mơ thôi chào trưởng phòng tôi đi đây chào diệp chi nhé khi nào rảnh mời hai người cà phê nha diệp chi mỉm cười trả lời "Dạ, chào anh." Hoàng Phúc chỉ gật đầu xong quay sang nhìn Diệp Chi. "Em hay quá đấy, gặp riêng luôn nhỉ?" Gặp riêng nói chuyện về công việc chứ có làm gì đâu. Không nghĩ Linh Nghi lại thế, thật tình em mà muốn thì em yêu anh Bảo Nam từ lúc vào công ty rồi đấy." Hoàng Phúc nghe vậy thì véo vào hông Diệp Chi. "Á, à, đau em. Còn nói thế sao, lát nữa về chờ anh đấy." "Không, chiều nay em có việc rồi, anh về đi." Có Kiều Anh ở nhà Anh lo cho em gái anh đi Kiều Anh ở nhà thì sao Anh muốn gặp riêng em Hay là tối nay anh đi với em nha Còn gôn nữa mà Cho ở nhà với Kiều Anh Ok nha Dạ Thật ra tối nay cô định gọi Diệu Linh đi ăn Từ khi quen Hoàng Phúc Thì cô ít có thời gian dành cho bạn Nhưng giờ Hoàng Phúc nói vậy Thì cô dành cho anh Còn Diệu Linh cuối tuần cô gặp sau Cô quay về chỗ làm việc của mình cầm những giấy tờ bảo nam vừa đưa cũng may anh ta đưa cho cô những giấy tờ này phòng có bảo nam thấy vui hơn nhưng khi bảo nam đi thì sẽ yên ắng lắm nhưng cô nghĩ lại hành động của linh nghi vừa rồi làm cô tức giận cô không nghĩ chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà cô ta lại làm thế cô ta cứ nghĩ hoàng phúc sẽ tin sao bây giờ cô nghĩ cách làm cho linh nghi bỏ cái thói theo dõi hại cô đi tan ca cô nhắn tin cho hoàng phúc để về nhà chuẩn bị để tối cô cùng hoàng phúc đi chơi cô dắt xe máy ra rồi về vừa về tới nhà ba mẹ cô cũng vừa về tới cô đi tới ba mẹ nay về sớm thế bà châu trả lời tối nay ba mẹ đi ra ngoài có việc ở nhà tự nấu mà ăn đi nha tối nay con cũng đi thôi con lên phòng đây ạ lại đi với hoàng phúc à con gái yêu thì yêu nhưng phải giữ mình đấy nghe không hoàng phúc là người từng trải nên mấy chuyện đó có thể xảy ra Thân con gái không biết giữ rồi vác cái bụng về khóc nha con. Mẹ kìa con biết rồi, con cũng giữ mình chứ bộ. Mẹ cứ nghĩ con thế này thế kia. Mà con nghe bà nội kể anh hai hình như mẹ. Bà Châu nghe vậy la lên. Đi lên phòng cho mẹ. Ông học cười nói. Bà có khác gì đâu mà cấm con gái nhỉ? Sao ai hả? Vậy ông ở nhà nha. Không, tôi đi nữa. Đám cưới bạn tôi mà không đi thì sao được? hay chúng ta lại hâm nóng tình cảm đi. Tôi xin ông hơn 50 tuổi có cháu nội rồi đấy. Già rồi ăn nói thế. Cháu nó nghe được nó cười cho. Tôi đùa tí không được sao hả? Bà già khó tính. Tôi vậy đấy, giờ có vào thay đồ rồi đi không? Có. Đùa tí mà mặt nặng mày nhẹ hèn chi mau già. Ông chê tôi già xấu hay sao? Tối nay ra phòng khách mà ngủ. Tôi nói tôi đùa, tối ngủ giường chứ ra này ngủ mai đau lưng muốn chết. Thế thì ông mau đi đi, đứng đó nói mãi thôi thì đi đây này nói xong hai ông bà bước vào phòng diệu chi nghe ba mẹ to tiếng dưới mà buồn cười cô đi tới lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm xong cô giặt đồ rồi bước ra ngoài nhìn đồng hồ thì biết hoàng phúc sắp qua cô đi tới bàn trang điểm sơ qua thì nghe tiếng chuông cửa ở dưới nhà vậy là hoàng phúc đã đến cô nhanh chóng cầm giỏ sách bước xuống nhà mở cửa ra thì thấy diệu linh làm cô cứ tưởng hoàng phúc mày đi đâu mà trang điểm đẹp thế đi với tình yêu à có tình yêu là quên bạn hay sao ừ tối nay đi chơi với hoàng phúc mày vào nhà chơi đi mày đi với anh yêu thì tao vào làm gì thôi vậy để khi khác tao qua cô định nói thì nghe tiếng bíp còi phía trước nhìn ra thì thấy hoàng phúc bước ra hoàng phúc bước vào nhìn thấy diệu linh anh khẽ gật đầu chào xong quay sang diệp chi bạn em tới thì nói đi cùng luôn Có kiểu anh đi cùng Em gái anh không chịu ở nhà Cô nghe thế thì gật đầu Diệu Linh đi cùng cô chứ có kiểu anh Cô cũng không thích Cô quay sang bạn nói Diệu Linh đi cùng tao luôn nha Có em gái anh Phúc lên nên giờ đi luôn nha Có được không Tao là người ngoài đi cùng ngại lắm mà đi đi không sao đâu Thế rồi Diệu Linh cũng đi cùng cô Cô định đi xe máy cùng với Diệu Linh nhưng Hoàng Phúc một mực không cho. Ra đến xe thấy Kiều Anh đang ngồi phía trước. Cô kéo tay Diệu Linh ngồi phía sau cùng Gôn. Gôn vừa thấy Diệp Chi thì gọi to. Con chào hai cô ạ. À. Cô chào Gôn, con ngoan lắm. Con ngồi vào trong để bạn cô ngồi với nha. Dạ. Có lên xe thôi mà cũng lâu la lâu lắc làm chờ muốn chết. Nghe kiểu anh ở phía trên cảm giảm, cô quay qua nhìn Diệu Linh mỉm cười. Diệu Linh không phải vừa mà trả lời lại. Em chào chị. Chỉ có chưa tới 5 phút thôi mà lâu gì à? Chị thiếu tính kiên nhẫn thế à? Tôi không thích chờ lâu thì sao? Kiều Anh, em im lặng được không hả? Nếu đi với bọn anh thì em nên im lặng. Kiều Anh không nói nữa mà cô ta hậm hực cầm điện thoại nhắn tin. Hoàng Phúc lắc đầu rồi nổ máy rời đi. Anh đi tới nhà hàng tấp xe vào bãi đậu rồi mọi người cùng xuống xe bước vào trong. Cô nhìn thấy thái độ Kiều Anh làm cô thấy bực. Nếu là em gái cô thì không xong với cô rồi. Người gì tính tiểu thư ăn nói hạnh huệ không bù cho Hoàng Phúc. Diệu Linh quan sát từ nãy giờ thì quay sang nói nhỏ với Diệp Chi. Tao thấy cô ta không phải dạng vừa. Ăn nói mà tao muốn bả thật đấy. Sau này mày gặp cô em chồng thế này cũng mệt cho mà xem. Mày nghĩ tao sẽ ở chung sao? Với anh Hoàng Phúc nói rồi nếu mà có lấy nhau thì không cho Kiều Anh ở chung đâu. Mà mày nghĩ tao hiền dễ ăn hiếp à? Ừ, mấy đứa nói chuyện vậy thì nói lại, không họ tưởng mình hiền. Ừ, thôi vào trong đi. Cô kéo Diệu Linh đi thật nhanh đến bên Hoàng Phúc và Gôn. Chọn bàn gần đấy ngồi, đang gọi thức ăn thì thấy đằng xa bóng dáng một người đang đi tới. Nhìn dáng người đang bước vào ngày một gần hơn, đến chỗ cô thì nhận ra, đấy không phải ai xa lạ mà là Linh Nghi. Sao cô ta cũng tới đây? Chẳng lẽ là nghĩ tới đây cô nhìn hoàng phúc, hoàng phúc lúc này cũng thấy linh nghi rồi thấy diệp chi nhìn mình thì lên tiếng hỏi kiều anh, em gọi linh nghi tới à? kiều anh dừng dưng nói, đúng em gọi đấy, có sao không ạ? À? hoàng phúc chưa kịp trả lời thì linh nghi đi tới bên cạnh kiều anh, kéo ghế ngồi xuống, chào mọi người, có vẻ ai cũng bất ngờ khi em tới đây nhỉ? lúc nãy em gọi hỏi thăm kiều anh, khi nghe anh nói kiều anh đến đây. Dù gì em với Kiều Anh biết nhau thì cô ấy rủ em đi ăn tối cùng luôn. Kiều Anh cười. May có bà qua đây chứ mình tôi buồn muốn chết, có quen ai ở đây đâu. Tôi ở đây quen mỗi anh Hoàng Phúc, nhưng giờ có tình yêu rồi nên tôi cũng hơi khó tiếp xúc, sợ có người không thích lại mệt. Cô và Hoàng Phúc với Diệu Linh chỉ im lặng nghe hai người đó nói chuyện, đột nhiên Diệu Linh lên tiếng. Này Diệp Chi, hôm qua ở công ty tao có chuyện này hay lắm mà tao quên chưa kể cho mày nghe. Giờ mới nhớ ra sẵn đang đợi gọi món tao kể cho mày nghe luôn. Công ty tao hôm qua chứng kiến màn đánh ghen có 102 đó mày. Bình thường mày nghe là chính thức đi đánh ghen với trà xanh. Mà nay ngược đời, trà xanh lại là người đi đánh ghen mới ghê chứ. Tao lần đầu được chứng kiến luôn ấy, được mở mang tầm mắt thật á mày. Đứa làm cùng tao có anh người yêu, mà người yêu nó lại có người muốn yêu. Người yêu nó đã từ chối thẳng thừng rồi, mà con nhỏ đó vẫn cứ bám còn đến công ty tao để đánh ghen con nhỏ cùng công ty tao chứ. Người yêu nhỏ đó nó như tát nước vào mặt mà con trà xanh đó nó vẫn mặt dày như cái thớt không biết nhục. Biết ngại là gì mà vẫn cứ đeo lấy mày ạ. À. Cô giả vờ cười nói. Mặt dày như thế thì con trà xanh đó sao biết nhục biết ngại hả mày? Con trà xanh đó chắc não ngắn nên chỉ thích giành lấy tình yêu của người khác. Mà đã là trà xanh đi giành giật thì chỉ bị coi thường thôi. Chứ đàn ông mà yêu người yêu thật lòng Thì nó thèm vào mà yêu ngữ đó Như anh Hoàng Phúc của tao nè Yêu tao chân thành hết lòng Ai có dở trò ve vãn thì cũng không rung động ấy Đúng không anh? Cô vừa nói vừa cầm tay Hoàng Phúc Diệu Linh thì nói thêm vào Ừ công nhận mày sướng Có người yêu như vậy là ok rồi Chứ đừng để mấy con trà xanh mặt dày Như chuyện của nhỏ ở công ty tao Mà nếu có ai thích bồ mày Nói tao sử dùm cho khi xưa đi học mày không nhớ tao xử mấy con chảnh chọe sao à? Cô với Diệu Linh người tung người hứng. Nhìn sang thấy Linh Nghi mặt đỏ tía tai im lặng không nói gì. Chắc nghe câu chuyện cô nói nhột nên mới thế cô không nói nữa. Cô nhìn sang Hoàng Phúc thấy anh lắc đầu cười cười với cô. Lát sau nhân viên đi tới Hoàng Phúc gọi món ăn. Cô quay sang gôn. Lát đồ ăn mang lên con ăn nhiều lên nhé. Thích ăn món nào nói cô gấp cho nhé. Dạ con biết rồi ạ. Mà cô Chi ơi, nãy cô và bạn cô nói chuyện trà xanh gì á cô? Cô và bạn cô thích uống trà xanh ạ? À? Con cũng thích uống trà xanh không độ đó cô. Mình gọi uống nha cô. Cô với Diệu Linh và Hoàng Phúc nghe thế thì phá lên cười. Gôn thấy vậy cũng cười theo. Còn Kiều Anh nhếch miệng cười khiêu khích. Mấy cái đó hay ho lắm hay sao mà kể? Diệu Linh không vừa trả lời. Hay mới kể chứ chị. Không biết chị có người yêu hay chưa Nhưng cũng đề phòng mấy con nhỏ trà xanh chứ Thời giờ trà xanh lên ngôi lắm chị Họ còn khiêu khích vợ người ta luôn đấy Chứ huống chi là người yêu Mình đề phòng cho chắc chị ạ Kiều Anh không biết Linh Nghi thích anh trai mình nên cũng nói Tôi cũng thế Ghét nhất biết người ta có người yêu Mà cứ theo đuổi Thể lại đó gặp tôi là không xong với tôi đâu Linh Nghi từ nãy giờ im du định hôm nay sẽ nói với kiều anh cô ta thích hoàng phúc mà bây giờ nghe kiều anh nói thế làm cô ta có chút hoang mang liệu cô ta có kéo được kiều anh về phía cô ta hay không linh nghi sao bà ngồi thẫn thờ thế kia lâu nay có người yêu chưa chưa tôi làm gì được ai yêu mà yêu người ta thì người ta có người yêu rồi tôi đâu dám làm gì gôn nghe linh nghi nói vậy thì nói chẳng phải cô linh nghi thích ba con sao bữa con nghe cô nói với ba con mà linh nghi nghe vậy thì ấp úng nói cô linh nghi vẫn còn ấp úng chưa nói thì nhân viên đem thức ăn ra nên linh nghi cũng tránh được khó xử không nghĩ những lời cô ta nói hôm trước với hoàng phúc bị gôn nghe được để rồi thằng nhóc con này nói trước mặt làm cô ta bẽ mặt diệp chi nghe những gì gôn hỏi thì cũng không bất ngờ gì bởi hoàng phúc nhiều lần nói với cô rồi đúng linh nghi mặt dày thật Hoàng Phúc đã từ chối mà cứ theo đuổi Hoàng Phúc như thế. Cô cũng từng nói thẳng cô là người yêu nên không thích cô ta ở gần Hoàng Phúc, mà thái độ cô ta cứ dửng dưng như không. Hoàng Phúc lúc này lên tiếng. Thôi, mọi người lo ăn đi, nói mấy chuyện đó làm gì. Riêng anh thì không bao giờ cho phép ai tiếp cận khi anh có người anh yêu. Kiều Anh lên tiếng. Vậy thế xưa kia ai bị... Hãy nhắc tương lai, còn quá khứ dẹp qua một bên. Em biết vì sao rồi còn nhắc làm gì Cô nghe vậy cũng nhìn anh một cách dịu dàng Cô không cần biết khi xưa Hoàng Phúc đã từng trải qua như thế nào Ai cũng có quá khứ riêng của mình Còn bây giờ cô chỉ nghĩ tương lai của Hoàng Phúc và cô Kiều Anh nghe anh trai mình nói thế thì không nói thêm gì nữa Quay sang nói chuyện với Linh Nghi Từ lúc ăn tới giờ Diệp Chi chỉ quan tâm tới gôn Còn Hoàng Phúc ở bên nhắc cô lo ăn đi Gôn tự ăn được nhưng lo cho gôn như một thói quen của cô cả bữa tối mọi người tập trung ăn thì không có cuộc nói chuyện gì hết cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cùng diệu linh vừa vào nhà vệ sinh thì diệu linh nói mày đúng là bị sao quả tạ chiếu mà hết cô em chồng tới con nhỏ trà xanh nãy tao mắc cười khi cô ta nghe mình nói mà mặt cô ta đỏ như khỉ ăn ớt nghĩ lại tao vẫn buồn cười mà tao thấy mà mà giờ cô ta với em gái Hoàng Phúc quen nhau như thế Cô ta trước sau gì cũng có lý do Mà mò tới nhà Hoàng Phúc cho mày xem Diệu Linh vỗ vai nói Cô ta tới thì tối nào mày cũng tới đó Không thì mày nói Hoàng Phúc đưa gôn qua nhà mày Mà Kiều Anh lên đây ở lâu không Anh Hoàng Phúc nói lên chơi vài ngày rồi về Mày chịu đựng cô ta được vài ngày không Tao có ở chung đâu mà chịu đựng Thôi xong chưa đi vào vừa bước ra thì cô với diệu linh gặp linh nghi đang đứng ở ngoài cô đứng rửa tay định bước đi thì linh nghi lên tiếng tối nay cô vui lắm đúng không cô đừng nghĩ hoàng phúc yêu cô là cô muốn làm gì thì làm cô nghe thế quay sang hỏi chị muốn nói làm gì là làm gì việc công ty tôi cũng làm bình thường có sai sót gì không nếu có thì à mà thôi nói ra thì chị nghĩ tôi nói chị người phải xem lại là chị tôi đã nói tránh xa anh hoàng phúc ra rồi mà thôi tôi không rảnh mà đứng đây nói chuyện với chị đâu nói xong diệp chi kéo diệu linh bước ra ngoài để mình linh nghi đứng ở trong tức tối mà không làm gì được cô cô bước ra ngoài thấy kiều anh đang nghe điện thoại hoàng phúc thì nói chuyện với gôn cô đi tới ngồi bên ghế anh với gôn ăn xong rồi ạ à? ừ em no chưa dạ em no rồi giờ đi về luôn ạ à? đi về luôn em kiều anh đang kêu mệt dạ thật lòng cô cũng muốn về chứ ở đây khi có linh nghi cô không muốn ở lại chút nào còn kiều anh thì tính khí khó chịu nên cô ở đây thấy ngột ngạt cho dù có diệu linh bên cạnh lúc đợi hoàng phúc đi tính tiền thì kiều anh hỏi cô yêu anh tôi điểm gì hay là thấy anh tôi có chức có quyền nên theo cô nghe kiều anh hỏi thẳng thế thì cô trả lời chị có câu nào hay hơn để hỏi không thế chị đã từng yêu chưa mà hỏi câu đấy nếu đã từng yêu ai thì phải hiểu chứ tình yêu không thể cân đo đong đếm càng không nói rõ được yêu vì điểm gì khi yêu thì bất cứ điểm gì của người mình yêu cũng đều yêu hết với chị chỉ mới gặp em hôm nay chưa biết gì về em thì chị cũng đừng nói câu anh phúc có chức có quyền thì em mới yêu nói thế là chị đang sỉ nhục anh trai chị đấy gôn từ nãy giờ nghe cô mình nói chuyện khó với cô chi với giọng khó chịu thì nói con thích cô chi con muốn cô chi làm mẹ con cô đừng nói với cô chi như vậy ba nghe được ba không thích đâu gôn cô ta cho cháu ăn gì mà cháu bênh quá vậy cháu nên nhớ cô mới là cô của cháu cứ nghe ngon ngọt là thích rồi sau này cô chi cũng như mẹ cháu thôi gôn nghe kiểu anh nói thế thì ỏa lên khóc cô quay sang nói với kiểu anh chị lớn rồi mà chị nói thế với con nít à? Chị có biết chị nói thế làm gôn tổn thương không? Tôi là cô nó, cô chỉ là người ngoài. Chị, chuyện gì vậy sao gôn lại khóc? Nghe Hoàng Phúc hỏi Kiều Anh sợ anh trai mình mắng nên giả vờ nói. Gôn buồn ngủ nên khóc đó, thôi mình về đi. Kiều Anh đứng lên rời đi ra ngoài, còn lại Hoàng Phúc đứng đây. Anh cầm lấy tay gôn định nói thì. Diệp Chi thấy thế nhưng không nói gì cô chỉ nói. Anh đưa gôn về ngủ đi ạ. À? Em với Diệu Linh bắt taxi về cũng được ạ. À? Để anh đưa em về. Không sao đâu. Anh đưa gôn về đi. Còn Kiều Anh nữa. Nay Kiều Anh đi xe cũng mệt rồi đó. Mai mình gặp nhé. Hoàng Phúc ngay thế nên đành đồng ý. Anh dặn cô vài câu rồi rời ra ngoài. Hoàng Phúc đi rồi thì cô cùng Diệu Linh bước đi tới chiếc taxi gần đấy rồi rời đi. Linh nghi trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy ai ở bàn lúc nãy. Làm cô ta tức đỏ mặt không lẽ họ đi về lúc mình ở trong nhà vệ sinh sao cô ta quay sang hỏi nhân viên mấy người ở bàn kia đâu hết rồi nhân viên thấy vậy trả lời họ vừa tính tiền về rồi ạ linh nghi không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài trong lòng tức tối dám bỏ cô một mình mà về hết cô ta lên xe máy lái xe rời đi đi về tới nhà thì diệu linh mới nhớ ra mà hỏi diệu chi hình như lúc nãy không ai chờ linh nghi mà về hết Chắc cô ta đang tức ở đó. Diệp Chi vỗ tay lên đùi bốp bốp. Đúng rồi. Tao tức kiểu anh quá cũng quên cô ta. Ngày mai đến công ty cũng có chuyện cho mà xem. Mày sợ cô ta à? Tao mà sợ á, nằm mơ đi. Vừa nói xong taxi vừa tới nhà cô. Diệu Linh bước xuống xe cùng cô bước vào nhà. Giờ này ba mẹ cũng chưa về nên Diệu Linh vào nhà chơi. Cô cầm ly nước đưa cho Diệu Linh rồi ngồi xuống nói chuyện đột nhiên diệu linh hỏi mày suy nghĩ kỹ khi yêu anh ta không tao thấy anh ta cũng tốt con riêng cũng tốt mà tao thấy phí cuộc đời mày gái tơ đi yêu trai từng có một đời vợ tao cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định tao cũng chăn trở nhưng duyên đến thì biết làm sao tao cũng thích anh ấy thôi đến đâu thì đến còn mày kiếm được anh nào chưa sắp đây mà thôi lên ngủ đi tao về đây ừ về cẩn thận bữa nào tao qua chơi Ok. Diệu Linh đứng dậy đi ra cửa rồi về. Còn mình cô ở nhà. Nhìn đồng hồ cũng 9 giờ rồi mà ba mẹ cô chưa về gì hết. Cô đi vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy số lạ cô trần trừ rồi cũng bấm nghe. Alo. Khi đầu dây bên kia lên tiếng thì cô nhanh chóng tắt máy vì người gọi cho cô không ai khác là danh sau khi cô tắt máy thì danh gọi lại lần này cô không nghe nữa để cho điện thoại reo đến khi tắt nhưng anh ta đúng là dai như đỉa cô không nghe thì anh ta lại càng gọi làm điện thoại reo liên hồi cô tức giận tắt nguồn luôn từ lúc chia tay cô đến nay anh ta không hề có bất cứ liên lạc gì cô còn nhớ như in những lời anh ta nói với cô ngày hôm đấy vậy mà bây giờ lại gọi cho cô đúng thật nực cười cô bỏ điện thoại qua một bên bàn rồi đứng dậy đi lấy quần áo vào nhà tắm thay. Xong cô bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông ở ngoài. Nếu là ba mẹ thì đã không nhấn chuông như vậy. Cô bước xuống nhà đi về phía cửa. Vừa mở cửa cô vừa cảm giảm. Hôm nay ba mẹ đi không mang theo chìa khóa à? Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy danh đang đứng trước cửa. Không nghĩ anh ta tới tận nhà cô. Cô nhớ khi xưa yêu tận mấy năm trời nhưng anh ta không hề vào nhà, chỉ đứng ở ngoài. Nay còn vào nhà cô thì thấy lạ, nhưng không biết anh ta đến làm gì. Cô không muốn nói gì nên đóng cửa thật mạnh vào. Nhưng anh ta nào để yên mà nhấn chuông liên hồi ở ngoài. Cô chỉ sợ ba mẹ cô về lúc này mà gặp thì không biết có chuyện gì xảy ra. Cô mở cửa ra và hét lên. Anh có thôi đi không? Anh muốn gì? Diệp Chi, cho anh nói chuyện với em tí được không? tôi không có chuyện gì để nói với anh hết anh về đi tôi còn đi ngủ em không mời anh vào nhà sao không tôi không muốn người như anh bước vào nhà tôi giờ anh có đi về không anh chỉ nói một lát thôi anh đã từng nói gì anh nhớ không tôi đã không tìm anh nữa rồi anh nghĩ tôi sẽ đu bám anh sao giờ anh có về không diệp chi anh xin lỗi anh làm gì mà phải xin lỗi tôi ba mẹ tôi sắp về nên anh đi về đi đừng bao giờ đến đây nữa chẳng phải khi xưa em muốn anh vào nhà em hay sao đừng nhắc chuyện quá khứ bây giờ tôi và anh chẳng liên quan gì nhau nói xong cô đóng cửa thật mạnh lại cô không muốn nhìn bản mặt đã từng phản bội cô người cô hận nhất là anh ta khó khăn cô mới bình tĩnh khi nghe những lời anh ta nói lúc xưa vậy mà giờ đi tới tận nhà cô mặc kệ tiếng gõ cửa mà quay lên phòng lúc sau cô không còn nghe tiếng chuông nữa chắc anh ta cũng về cô cầm lấy điện thoại mở nguồn lên cô sợ hoàng phúc gọi điện thoại mở nguồn lên thấy tin nhắn của anh ta cô nhấn xóa luôn vì cô không muốn đọc những gì anh ta nói một lát thì số hoàng phúc gọi đến cô liền bắt máy em nghe đây ạ à? gôn ngủ chưa anh ngủ rồi em em buồn ngủ chưa đó nãy sao anh gọi không được cô sợ hoàng phúc hiểu nhầm nên cô đành nói dối điện thoại nãy hết pin em mới sạc mở nguồn là anh gọi luôn đó Ừ, em ngủ sớm đi, mai gặp nhé. Dạ, anh ngủ ngon. Ừ, chụt chụt. Anh xến sẩm quá. Nghe Hoàng Phúc làm trò, cô tắt máy hành động đó của anh làm cô buồn cười quá. Mà quên đi cơn tức giận lúc nãy. Cô bảo điện thoại xuống thì nghe tiếng mở cửa. Biết ba mẹ đã về nên cô yên tâm hơn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi tắt máy. Anh biết cô đang ngượng ngùng anh không hiểu sao từ khi yêu Diệp Chi thì anh như trẻ lại. Mọi hành động của anh như một đứa trẻ mới biết yêu. Anh đang mỉm cười thì nghe tiếng gọi. Ba ơi, sao thế? Con ngủ đi. Con chưa buồn ngủ ba ạ. À. Ba kể chuyện con nghe đi. Mà ba ơi, hai ba cưới cô Chi đi. Để tối nào con cũng được ngủ với cô Chi nha ba. Nhưng cô Chi có đồng ý lấy ba hay không? Còn ông bà nữa, ba cũng muốn cưới cô Chi nhưng phải từ từ con ạ. À. Con muốn ở cùng cô Chi lắm Tôi ngủ đi Mai rồi nói cô Chi nha Dạ ba nhớ nói đó Con ngủ đây ạ à. Nói xong cô nằm xuống nhắm mắt lại Anh nghe cô nói thế Cũng lan tăn suy nghĩ Liệu Diệp Chi có muốn cưới anh không Anh với cô yêu nhau chưa được bao lâu Với còn gia đình cô nữa Mặc dù hôm anh xin phép Mọi người đều đồng ý cho anh yêu cô Nhưng không biết có chấp nhận Anh làm rẻ không Điều này anh hơi lo lắng anh nghĩ cần thêm thời gian để cho Diệp Chi và gia đình cô tin tưởng anh hơn Thì anh mới cầu hôn cô được Nghĩ vậy anh không nghĩ nữa Nhìn con trai ngủ ngon bên cạnh mình anh thấy yên lòng Vì con trai anh hiểu chuyện Nên anh mới dám nghĩ tới yêu đương Người con gái như Diệp Chi anh phải trân trọng Nghĩ xong anh nằm xuống ôm lấy gôn nhắm mắt ngủ Sáng hôm sau khi anh vẫn còn đang say giấc Thì nghe tiếng gọi cửa bên ngoài Làm anh thức giấc anh đứng lên đi về phía cửa mở ra thì Kiều Anh đứng ở ngoài. Anh dậy muộn thế. Hoàng Phúc nhìn đồng hồ thì thấy mới 5 ba 30 anh dụi mắt nói. Giờ này mà em gọi làm gì sớm vậy hả? Anh không nấu ăn sáng rồi đi làm sao? Bình thường anh với gôn ăn ở ngoài. Lát em ở nhà tự nấu mà ăn đi. Thức ăn ở trong tủ lạnh đấy. Anh nấu đi, em không nấu đâu. Em lên chơi bắt em nấu là sao? Vậy cho em đi ra ngoài ăn với ở nhà đi anh cho gôn đi ăn xong đi học rồi anh còn đi làm nữa anh đã nói anh đi làm em còn đòi lên thì ở nhà tự nấu lấy mà ăn chiều anh về đưa đi ăn với con gái lớn rồi không tự lo nấu mà để mẹ hầu là không được đâu đấy lo mà nấu đi mai mốt còn lấy chồng kệ em đi không thì thôi em nhịn cũng được nói xong kiều anh giận dỗi quay đi hoàng phúc thấy vậy lắc đầu vì có cô em gái khó bảo 26 tuổi đầu mà cứ muốn làm gì thì làm Chỉ khổ ba mẹ anh thôi Mà nghĩ lại tuần sau anh phải đưa gôn về quê thăm ba mẹ Ông bà lần nào gọi cũng nói nhớ gôn Nên nay đi làm anh phải sắp xếp công việc Rồi cũng xin nghỉ Đột nhiên anh nghĩ hay dẫn Diệp Chi về ra mắt Đồng thời ngỏ lời Diệp Chi nếu đồng ý cưới Anh cưới luôn Anh sợ để lâu Diệp Chi gặp đối tượng hơn anh Lại không yêu anh nữa Làm anh rất lo lắng anh bước vào nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Nhưng cũng không thể vào nằm thêm Nên anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lát Rồi anh ra gọi gôn Gôn ơi Sáng rồi dậy đi học đi Gôn dậy nhanh nào Gôn nghe tiếng ba gọi thì từ từ mở mắt ra nhõng nhẽo Sáng rồi à ba Ừ dậy đi đánh răng rửa mặt Rồi ba đưa đi ăn sáng nào Ba ôm con đi, ba đánh răng cho con đi. Bảo tự làm đi, từ khi nào mà mè nheo thế hả? nhanh nào qua chở cô chi đi ăn luôn nha gôn nghe đến cô chi thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh không cần hoàng phúc nói gì anh lắc đầu gôn thích diệp chi còn hơn cả anh nhưng thế anh cũng mừng vì anh đã từng thấy bạn anh cũng gả chống nuôi con khi bạn anh có người yêu rồi trở thành vợ đứa con thì không thích mà giờ khó dạy bảo anh nhìn đồng hồ giờ này diệp chi cũng dậy rồi anh cầm lấy điện thoại gọi vào số của diệp chi anh đây, em dậy chưa đó? Dạ, em dậy rồi. Nay sao gọi em sớm quá vậy? Dậy đi ăn sáng với anh, có chút chuyện anh cần nói. Chuyện gì mà nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy à? Bí mật anh không thể tiết lộ. Em thay đồ đi nha, anh với gôn chuẩn bị qua đấy. Dạ. Cô tắt máy, tự dưng nghe Hoàng Phúc nói vậy cô có chút lo lắng. Hai danh đã gặp Hoàng Phúc nói gì, nhưng cũng không phải cô quen hoàng phúc chỉ có mọi người ở trong công ty biết với nhà cô và diệu linh ngoài ra không ai biết thì làm sao danh biết được cô thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân một lát rồi bước ra cô chuẩn bị cầm giỏ sách thì nghe tiếng chu điện thoại cô vội qua cầm nghe mà không chú ý người đó là ai em nghe đây em sắp xong rồi ạ em đang có người khác rồi hả diệp chi cô giật mình khi nghe giọng nói của danh cô bực tức nói anh nghĩ anh chia tay tôi, tôi không thể yêu ai khác ngoài anh sao? Anh đã chọn người giàu hơn tôi rồi mà, bây giờ làm phiền tôi quá vậy. Anh xin lỗi, em dành chút thời gian gặp anh chút được không? Chỉ một chút thôi. Không. Nói xong cô tắt máy rồi bước xuống nhà thấy ba mẹ đang ngồi chuẩn bị ăn sáng. Cô đi tới chào hỏi. Ba mẹ ăn sáng đi nha, con đi với ba con nhà cô ạ. À. Ông học bỏ tờ báo xuống, ngước lên nhìn Diệp Chi nói Sao không kêu vào đây ăn cùng cả nhà luôn đi Để bữa sau bà Gôn còn đi học nữa Ừ vậy thôi lo đi sớm đi Dạ chào ba mẹ nhé Cô đi ra ngoài mở cửa Thì thấy xe Hoàng Phúc đậu trước cửa rồi Cô lên xe thì Hoàng Phúc lái xe rời đi Nhưng cô không biết rằng Có một chiếc xe đang lái theo đằng sau Hoàng Phúc chở Diệp Chi và Gôn đến quán ăn sáng Diệp Chi nhìn Gôn cười tươi thì hỏi Hôm nay Gôn vui nhỉ con có chuyện gì mà cười tươi đến thế? Cô Chi ơi, tuần sau con về chơi với ông bà nội đó cô. Vậy hả? Chúc mừng con nghe. Hoàng Phúc lên tiếng. Diệp Chi, tuần sau em về quê với anh nhé. Anh dẫn em về quê anh chơi, tiện thể ra mắt với ba mẹ anh luôn được không em? Cô nghe thế thì hơi bất ngờ. Vì anh nói về nhà ra mắt với ba mẹ anh đột ngột thế làm cô hơi băn khoăn. Có nên đi hay không? hoàng phúc thấy diệp chi nhìn đam chiêu thì anh hỏi em không muốn về nhà anh sao nhà em anh đã đến thưa chuyện còn nhà anh thì em chưa về nên lần này anh về em về nhà anh luôn nha em cô nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý đột nhiên cô hỏi lúc sáng anh nói chuyện cần nói là chuyện này à ừ chị em nghĩ chuyện gì nè dạ không ạ thôi chúng ta ăn sáng rồi đưa gôn đi học ạ ừ em ăn đi cả ba cùng ăn sáng rồi đưa gôn tới trường đưa gôn vào lớp thì cô cùng anh tới công ty nhưng cô không biết rằng chiếc xe theo cô từ nhà vẫn đi theo sau cô bước vào sảnh thì thấy một người rất quen đang đứng đó cô không nghĩ người đó lại tới tận đây cô định quay ngược lại thì có tiếng gọi diệp chi vì đang ở sảnh của công ty nên cô không thể làm lơ khi nghe tiếng gọi được Mặc dù rất ghét và không muốn thấy mặt Nhưng giờ cô không có lựa chọn nào khác Nên phải đối diện Khẽ hít một hơi thật sâu Cô đi tới nói Anh đến đây làm gì hả? Anh dám đi theo tôi sao? Cũng may Hoàng Phúc có việc đột xuất Nên không đi cùng cô lên Nên không gặp anh ta Cô không nghĩ danh đi theo cô tới tận đây Đúng loại người vô liêm sỉ Nhưng đã thế này thì cô gặp xem anh ta nói chuyện gì Chứ không muốn anh ta cứ mãi như thế này còn muốn cô quay lại thì không bao giờ có chuyện đó anh muốn gặp em vì em không chịu gặp anh nên anh phải đến đây vì ở công ty cô không muốn nói nhiều cô thở dài nói sắp tới giờ tôi phải làm việc rồi có gì tối tôi đến quán cà phê nói chuyện bây giờ anh đi về đi em nhớ nha vậy đến quán cà phê điểm hẹn anh chờ em ở đó vâng giờ anh đi về đi ừ anh về đây em nhớ đến đấy anh có chuyện muốn nói với em Nghe anh ta nói vậy, cô không muốn nói gì thêm mà đi vào thang máy. Từ nãy giờ, cuộc nói chuyện của cô và Danh Linh Nghi đã chứng kiến tất cả. Cô ta có nghe được đôi từ và qua đó cô ta đoán được hai người rốt cuộc là gì. Nên khi cô ta thấy người đàn ông vừa nói chuyện với Diệp Chi ra về, thì cô ta cũng đi ra ngoài. Thấy người đàn ông đó chạy xe chậm chậm ra, cô ta chạy ra xe rồi giả vờ té. Á à, á à. Danh đang chạy xe thì thấy người phụ nữ làm anh ta giật mình thắng gấp. Anh ta bước xuống xe thấy người phụ nữ ngồi bệt bên dưới. Anh ta vội vàng hỏi. Này cô, cô có sao không? Linh Nghi giả bộ rưng rưng nước mắt. Anh đụng chúng tôi, giờ anh hỏi vậy hả? Tôi đang đi cô lao tới làm gì? Vậy anh nghĩ tôi tự nhảy ra xe anh hả? Tôi không có. Vậy bây giờ anh tính sao đây? Vậy tôi đưa cô tới bệnh viện được không? Tôi không muốn tới bệnh viện đâu. Vậy để tôi bồi thường cô được không? Mới sáng đã xui xẻo. Này, anh muốn tới công an không? Anh đụng chúng tôi, giờ nói thế hả? Danh bực mình, nhưng không biết nói gì. Anh rút ví ra. Nhưng bây giờ anh không còn đồng nào hết. Anh đứng lên nói. Tôi cho cô số điện thoại. Có gì, cô cứ tới bệnh viện khám rồi gọi cho tôi. Nói xong, Danh đọc số điện thoại cho Linh Nghi, rồi rời đi. Linh Nghi thấy anh ta đi khuất rồi đứng lên với vẻ mặt đắc ý. Cô ta nghĩ trong bụng thế nào cũng để cho diệp chi rời khỏi hoàng phúc nhanh nhất sớm muộn gì hoàng phúc cũng thuộc về cô ta mà thôi cô ta phủi tay rồi bước vào công ty khi đi ngang qua bàn chỗ diệp chi ngồi cô ta nhìn diệp chi mỉm cười đúng lúc đó cô vừa nhìn lên thì thấy linh nghi cười với cô làm cô thật sự khó hiểu thường ngày cô ta không thèm nhìn đến cô chỉ có công việc cần làm mới đến giờ nhìn ánh mắt đó làm cô thấy hơi băn khoăn nhưng rồi cô mặc kệ tiếp tục làm việc Tầm tiếng sau thấy Hoàng Phúc đi vào phòng làm việc thì cô cầm giấy tờ mang vào phòng, cô gõ cửa phòng. Cốc cốc. Vào đi. Nghe tiếng Hoàng Phúc thì cô đẩy cửa vào, đi tới bàn đặt giấy tờ lên bàn rồi nói. Giấy tờ em làm xong rồi đây, anh xem nhé. Ừ, em để đó đi, mà tối anh đưa em đi chơi nhé. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì cô nhớ tối nay có hẹn với Danh, cô đến để xem anh ta nói những gì cô muốn giải quyết dứt điểm để không làm phiền tới cô nữa. Cô không muốn Hoàng Phúc biết vì sợ anh ghen nên cô đành nói dối. Tối nay ba mẹ em kêu ở nhà làm giấy tờ cho ba nên em không đi được, có gì ngày mai nha anh. Hoàng Phúc nghe vậy thì gật đầu. Ừ, vậy mai anh đưa em đi chơi nhé. Dạ, em ra làm việc đây ạ. Cô có chút khó chịu vì đã nói dối anh, nhưng bây giờ không gặp danh thì anh ta cứ ám cô như thế làm cô khó chịu vô cùng. Cô thở dài đến bàn làm việc, cả buổi hôm đó cô không tập trung vào công việc được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.